Máy treo cao lắm nha anh em, lọt xuống là lụm á, lọt xuống là lụm luôn, lọt xuống là có máy mới xài luôn á, quá cao rồi. Ba sĩ chính sĩ anh em ơi, 300 900, đặc biệt quýnh 900, anh em xem mà chia sẻ like nha. Dễ lọt với gì trời, để cái máy tôi dễ lọt với gì trời. Sửa lại anh em ơi, máy là lọt xuống là tôi luôn á, ta treo máy là lúc gần nhà anh em, lọt xuống là đem đi dục luôn. Chào sức Dũng nha,
Rồi. Đó. Rồi. Xe động nó là không lọt nha em. Cũng tới đó đi. Hôm nay cũng muốn kiếm cái điện thoại rồi đó. Lọt xuống cái là mua điện thoại mới luôn. Xong rồi nó cũng lẹp luôn. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
67. Mình nhảy vô cái hình ảnh nó quắc vậy. Cái máy quay lại sao vậy? Giờ là máy vô hình rồi. Camera gắn vô hình luôn. Không thấy được. Ghê không? Yeah.
không có gì, tại vì vô vòng vòng cái gặp đúng không có mở ra cái hơn đó là cái lên tụng trước mới thành công được, tụng là thành công được đúng không? Hồi đó em chuyên nhận chứ từ giờ là biết bài mà ông sắp cho tôi nhẹ nhẹ tôi đụng ăn cái ra đâu vô nói gì đâu mà nói mà đâu sai lầm ông chơi mình chưa chốt cuộc ghê. Tiền ba trái à.
Yeah.
cảnh đó. Thì nó quýt lại cái 197 còn 3 á. Còn tao còn có 5 cái này. Giá cho gì đó. Tao quýt hụt cái đó đi tới 197 sẽ đủ. Còn 3 cái bu lê nó ép đạn, cái nó để bị đường đi. Nó quýt là ngựa nó ăn mẹ luôn rồi. Giải của giải với thằng Quang của thằng Thế Kỳ á, tôi đánh với nó tôi còn 56 điểm, nó còn nguyên cái kem luôn, là nó còn hai là còn nguyên cái kem luôn á, bắn trái sáng bắn như trái ngoài, nó thả sao nổ nổ ngay, thay vì ta thả gì ta vô cái kia về nó đủ rồi. Không, chứ theo mình nghĩ không có đủ sai, nhưng mà theo mình nghĩ là nó muốn khi mà nó đủ là còn nguyên cái kem cho đẹp quá, thả vô sao nó nổ ra cái nghe chừ luôn. Cái má xe hụt, má xe hụt lại còn một đó rồi, nó đang dắt em mà dắt từ trên đó xuống tới đây nè. Cái kỳ kỳ giờ tớp á, nó cũng đẹp lắm. Đúng rồi, 50 mấy điểm. Đây nó còn một mà còn quý cái mình tiếc cho nó. Xong rồi cái nó thả ra cái tôi đưa đi luôn. Rồi tức tức còn một cái kia rồi phải đua đường lại rồi. Nó tức lắm. Rồi còn hai điểm rồi, thấy nó còn còn mám chai nữa được chi rồi. Nó mám kiểu 10 điểm nữa rồi. Thì thả nhẹ vô là kiểu gì cũng đủ, còn có hai quýt sao quýt chạy nghe nó dở, quýt chắc chúng đi, không cần cái gì hết trơn, chỉ cần chắc chúng thôi, điểm cuối là thì cần đâu thôi. Thank you.
địa điểm này nữa nè, lấy. Yeah.
Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vô đây không? Nhớ tay kìa. Dạ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thấy thì yeah.
Thank you.
cái gì cứ em vô hoài á. À, tao quên là tao quên. Nếu mà mình sẽ trả lời các
592 là 898
một điểm còn ngon. Thấy thầy cậu là đủ biết chắc là được rồi. Đừng có tiêu cực, cái ngầu đó
mới vô là không có nóng tay, mình từ từ biết mình nóng tay gì, đang ngồi nó giật mình một cái vô bắt sạp được không. Chừng nào mình lên đỉnh cứ giữ sáp vô là đủ, chụp vô là phải đủ, nghe là bao nhiêu cái đó làm như vậy là người ta còn không được. Tâm lý nó quan trọng, nó đẩy tới đó rồi cái đầu nó không biết cách qua, bây giờ nó qua ngon rồi đó đẩy. Vậy nữa là cũng tăng đồ bán rồi. Tao quýnh kìa, cũng đang đẹp qua. Cũng bà cho tao quýnh cũng tao cái gì nhiều. Tao 200 mấy à. Mới 200 mấy tao đẩy cái cũng 500 rồi. Thì đứa nào đó nguy hiểm mình mới cố gắng mình đánh. Ví dụ em cũng có cái tỷ lệ quýnh cái đủ rồi, anh mới cố gắng mình đánh. Sao thoải mái được không? Hôm nay ở nhà với mấy thằng ngang ngang với mình. Sao thoải mái được? Sao thoải mái được? Cái gì vậy? Cái gì vậy?